Ui trời ơi, không cần bóc bóng hút cái này nào. Dân thì nạn muốn ăn. Cái loại làm hay chết đói. Kỳ không. Biết rằng cái này ăn là dẻo. Chứ phải đâu kia hai vợ chồng ngủ để nó năn tùng đất. Đéo cái con đâu. Thế mà khóc cái gì làm giường. Nó làm dứa mà nó trèo qua nó lên đất cũng đào không biết. Thấy nó khóc thì cứ gọi con đây nó các bò làm giường. Ôi trời ơi, kia. Ôi cứ con ơi, nó lại nhai vào cầm giường sâu ơi, xuống túng chân ở nồi. Năn mẹ. Bố mày. Kỳ không ăn cả mẹ à? Lâm ít lột ra đấy. Nó chứ. Lột cái rau ra. Kỳ ơi. Ăn ăn uống vậy, ăn gắp xúc mãi xong rồi tay bốc. Nhiều. Ít thôi, mọi người. Bà mẹ ăn một góc thôi cho nó. Bà mẹ ăn một góc cho nó. Lớn khổ. Ui hôm qua ăn ăn em một cứ về xong là nó cứ đầy bụng. Đây đây đây. Nó như kiểu mua thịt ở thịt đấy bà ơi, nó không ăn được bà. Hôm qua có lỗ cái miếng. Ai bà? Hả? Phước hôm qua mua nem sang nhóm Thảo ăn ấy. Ui ăn xong phải lên vào đầy bụng luôn chứ. Chiều chẳng có ăn. Ăn hết rồi đấy. Nó cứ tham thịt tổ ướp. Dạ. Bố mà. Nó là hẹp tí. Hả? Hôm qua nhà hơi bán được không? Có bị lỗ nữa không? Còn thiếu 90 nghìn thì còn ế 1 cân 7. Nếu mà bán hết thì vừa. Và không bán hết thì nổ. Ngàn nào? Ơ kỳ vậy. Ngàn nào? Bán không lời nhìn cứ lỗ riết. Ngàn nào? Ai cũng động viên cứ bán đi kẹp vậy là người ta còn nổ mấy tháng. Nhưng mà 1 cân 7 làm gì phải lời chứ. 1 cân 7 đấy phải lời chứ làm sao. Ui giời ơi, người ta ăn mà thấy thèm. Người ta ăn mà thấy thèm. Như chị đói. Ông nhỏ qua đó rồi. Giờ nó bóc ra ta. Đấy, cái này thì vào quê thì hai ông chú làm cái sao nhà nó còn đánh chú ấy. Đấy, nhặt cái rau ngô đi cho anh thấy thèm. Ông nội thì nóng nội thua rồi kìa. Mày ăn thì nhiều người còn thèm. Ý hả, có cái mỏ đó. Thôi không ăn, bác không ăn. Ăn giòn nhem nữa rồi. Bố mặt. Ui dạ. Cái gì? Mắm 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 mắm. Ngọt không mà nó ăn như con gấu vậy. Ngon. À ngon lắm. Ngay từ bữa ăn. Cái thịt ế thì bán cho người khác à? Bán cho cái bọn nó cứ để mấy ngày thơm đen lại rồi nó đến hôm đấy. Con này lớn lớn lên thật nè. Bây giờ giang hồ quá mặt mặt. Hả? Nghe sao mà nó có trắng trắng bán được mà nó đen. Mùi cá nhỏ nữa. Để nó từ lại đấy. Vặn lên trên nó ấn ấn mạnh xuống rồi vặn nhẹ lên trên. Hôm kia hôm qua bỏ ra nó đen thui như thế nào. Ăn nữa không? Nữa, trời còn gật đầu hỏi ăn nữa không gật đầu. Ăn nữa nhá. Nhá. Nữa nhá. Ngọt này không chết nó cắn ra ăn. Má này ngọt lắm. Ăn. Ngọt và dẻo lắm. Bà thấy cuốn ăn bà no rồi. Không biết chỉnh hay chỉnh thì ổn.